trường Trung Quốc. Aftomagis là cái cửa hàng sản phẩm của nó đấy. Bây giờ chúng ta đi vào xem chi tiết tí nha. Đấy, ở đây là chúng ta có cái các cái màn hình giải trí. Đây thì mình nghĩ là xem nào. FM các thứ camera à. Đó, đấy những cái màn hình này thì chúng ta có thể sử dụng trên ô tô để làm gì? Để âm nhạc, có radio, có phone, có này. Định vị có này. Và tất nhiên là đây được lắp ở phía sau này, phía sau con thì thấy là cái camera phía sau, đùi xe, đỗ xe vân vân. Rất là hay. Đây là phía trên này có thể nói là chức năng của nó đây. Tiếp theo là chúng ta đến với cả một cái màn hình khác. Đây là màn hình này là nếu mà không nhầm dùng trên Android. Rất là nhiều chức năng đây để hiển thị đây. Nó tức là tùy loại màn hình. Các bạn ạ. Nhìn gần đây thì nó cũng khá là nét. Không biết giá cả bao nhiêu thì không thấy ghi đây. Đây là cam. Đấy, cam đây. Các kiểu dáng màn hình để cho anh em lựa chọn. Mình nghĩ là iOS và Android đều có hết. Rất là đẹp. Quay video chụp ảnh khóa. Rất là nhiều chức năng. Các cái cảm ứng đây. Camera. Rất là nhiều định vị. Rất là nhiều hình dạng cho chúng ta có thể chọn. Đây là màn hình đây. Đây thì chúng ta có thể thấy là rất là lạ nhé. Cái này sao nó lại có hai cái hộp giống gần cái chỗ bệ tì tay để cốc thế nhỉ? Chả nhẽ cái này là lại lắp. À, có thể là điều hòa chứ không phải là bệ tì tay đâu. Cam củ này khá là nét. Khá nét đấy. Đây là màn hình thể hiện là chúng ta đang định vị đây. Chúng ta ở chỗ nào? Chúng ta ở metro Miekinino. Đây chỉ là công ty của nước Nga. Thì màn hình nó sẽ nói hiện ở cái này đâu ra. Đây là tiếng Trung Quốc à? Đây này nó cũng trong thời gian hiện tại thì cái hoạt động bán hàng cài đặt ở trên cái thị trường Trung Quốc và nối ra trên thị trường Nga, và cái kế hoạch tháng 11 Mercedes-Benz đấy.